Dạ vâng, xin được cảm ơn tiết mục vô cùng đặc sắc đã mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay theo cách vô cùng ấn tượng. Lần đầu tiên cho phép OVNU xin được vui mừng chào đón các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà tài trợ cùng toàn thể các bóng đá về tham dự buổi lễ họp báo ra mắt bốc thăm chìa bảng giải bóng đá OVNU Super Cup 2024. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà tài trợ cùng toàn thể 16 bóng thân mến, trải qua nhiều sự kiện thăng trầm của thời gian, qua nhiều thế hệ đã và đang lao động sản xuất góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Đông Anh, huyện Đông Anh đã có những chuyển mình về mặt kinh tế, văn hóa, chính trị, đời sống nhân dân ngày được cải thiện tốt hơn. Hòa chung với sự phát triển của huyện nhà, các môn thể thao nói chung và bóng đá phong trào nói riêng đang được quan tâm đúng mức, các vận động viên thi đấu đạt các thành tích cao, mang vinh dự về cho huyện nhà. Ngày hôm nay tập trung về đây là đại diện của 16 đội bóng của các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện Đông Anh với đầy đủ các phẩm chất, tư duy cũng như tinh thần để xây dựng một giải đấu với tiêu chí văn minh nhất, đoàn kết nhất. Sau đây ban tổ chức xin được thông báo nội dung chương trình buổi lễ họp báo ra mắt và bốc thăm chia bảng giải bóng đá OVNU Super Cup 2024. 1. Văn kiện chào mừng. 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Bốc thăm chia bảng. 4. Chúc mừng kỷ niệm của ban tổ chức. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà tài trợ cùng các đội bóng thân mến, giải bóng đá OVNU Super Cup lần thứ 3 năm 2024 được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời là sự kiện để duy trì, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thi đấu các môn thể thao của các thôn, tổ dân phố trên toàn địa bàn huyện Đông Anh, tăng cường giao lưu học hỏi, đoàn kết, học tập kinh nghiệm, nâng cao thể chất, tinh thần cho thanh niên các thôn, tổ dân phố để phát triển phong trào tập luyện môn bóng đá nói riêng và phong trào thể dục thể thao nói chung đạt hiệu quả cao hơn. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các thế hệ tại các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện. Năm 2024, với sự tin tưởng của các vị lãnh đạo, các nhà tài trợ và toàn thể nhân dân, trang thông tin Đông Anh sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối, đơn vị tổ chức và đồng hành cùng với tất cả các trận đấu của mùa giải. Giải bóng đá Đông Anh Super Cup 2024 sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 31 tháng 3 năm 2024 với sự góp mặt của 16 đội bóng đến từ các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đông Anh. Giải đấu là hoạt động thể thao lành mạnh có ý nghĩa thực sự và thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên trong và ngoài huyện. Với nội dung thiết thực, hấp dẫn, sự chuẩn bị kỹ càng, chỉ chu từ trang thông tin Đông Anh News, ban tổ chức tin tưởng rằng giải bóng đá Đông Anh News Super Cup 2024 sẽ thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, chương trình họp báo bốc thăm lễ khai mạc bế mạc cùng các trận đấu của giải bóng đá Đông Anh News Super Cup năm 2024 sẽ được tường thuật trực tiếp live stream trên trang thông tin tin tức Đông Anh News. Xin kính mời toàn thể nhân dân và các đồng chí đoàn viên thanh niên chú ý đón xem. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể 16 đại diện các đội bóng tham dự giải đấu năm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Về phía đại đoàn huyện, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quang Xoanh, đại diện Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh. Về phía ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đồng Mạnh Hiếu, trưởng ban tổ chức. Và một phần không thể thiếu trong sự kiện quan trọng này, xin được giới thiệu sự hiện diện của 16 đội bóng là các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện Đông Anh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Anh Quang, đại diện đội bóng Đông Ngàn, xã Đồng Hội. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hảo, đại diện đội bóng Hải Đà, xã Đồng Hội. Trân trọng giới thiệu ông Ngô Minh Tú, đại diện đội bóng Lộc Hà, xã Mai Lộc. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Tú, đại diện đội bóng
Chúng ta sẽ chuẩn bị nhìn lại những khoảnh khắc trong hai mùa giải đầu tiên mà chúng tôi đã mang lại dành cho rất nhiều đội bóng đến từ các thôn và tổ dân phố. Đây là một sự cố gắng và làm sao để đồng nghiệp có thể mang đến cố gắng hơn. Đó cũng một phần đến từ những sự ủng hộ của các đội bóng trên địa bàn. Mới cho các đội bóng ở cấp độ thôn và tổ dân phố trong toàn huyện Đông Anh do trang thông tin tin tức Đông Anh News long trọng tổ chức hàng năm. Đây là giải đấu phát triển bóng đá phong trào mang bản sắc riêng của các thôn làng, với mong muốn duy trì đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thi đấu các môn thể thao, tăng cường giao lưu đoàn kết, nâng cao thể chất tinh thần để phát triển sâu rộng bóng đá phong trào huyện Đông Anh lên tầm cao mới. Đông Anh News Super Cup 2021 lần đầu tiên được trang thông tin chính thức Đông Anh News tổ chức, quy tụ 16 đội bóng trên toàn huyện Đông Anh: FC Đường Nhạn, FC Ngọc Chi 1, FC Lại Đà, FC Xuân Trạch, FC Phúc Hậu, FC Mạch Tràng, FC Trung Thôn, FC Ngọc Giang, FC Ngọc Chi 2, FC Văn Thượng, FC Đường Yên, FC Bản Đoài, FC Tằng Bi, FC Ngọc Chi 3, FC Trong Oai, FC Ngoài Oai. Giải đấu được khởi tranh từ ngày 11 tháng 4 năm 2021, vinh dự với sự tham dự của Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo từ huyện đến cơ sở. Giải bóng đá Đông Anh Super Cup 2021 có sự tham gia của 16 đội bóng được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra các đội bóng xuất sắc vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Với tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết và quyết tâm giành chiến thắng, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn, kịch tính. 32 trận đấu sôi nổi, kịch tính được diễn ra tại hai sân bóng thuộc xã Đông Hội. Tuy nhiên, khi đi hết được vòng loại, giải phải tạm hoãn do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Ban tổ chức giải ngày ngày ngóng chờ tình hình dịch bệnh ổn định để giải đấu có thể tiếp tục tiến tới vòng loại trực tiếp đầy kịch tính và hấp dẫn. Sau gần một năm chờ đợi, vượt qua những khó khăn về tình hình dịch bệnh và phải làm mới các trang thiết bị phục vụ giải đấu, ngày 10 tháng 4 năm 2022, Đông Anh News Super Cup 2021 lần thứ nhất tiếp tục hành trình tìm ra nhà vô địch với sự lên ngôi xứng đáng của FC Lại Đà, xã Đông Hội sau loạt sút luân lưu cân não trước FC Phúc Hậu, xã Dục Tố. Kết thúc Đông Anh News Super Cup lần thứ nhất diễn ra vô cùng thành công. Cùng Đông Anh News nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Đông Anh News Super Cup lần thứ nhất năm 2021. Trần Phượng đang đứng trước bóng đá phạt đền, sẽ rất tập trung. Chúng ta cùng xem điều gì sẽ diễn ra. Xuân Phương, Xuân Phương
Lắng sức này. Bây giờ sẽ là những tình huống phạt đền siêu luân lưu 1-1. Lắng sức này. Lắng sức này. Không vào. Vẫn còn. Xin mời các thủ sẽ không ăn đường vội đi ạ. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Rất hồi hộp. Đức Chiến vào. Như vậy là bóng này đã lựa chọn trọng ở trên lá lân lưu và họ đã lên ngôi vô địch ở mùa giải này, mùa giải lân lưu Super Cup mà ỉ dầu chắc hơn. Xin chúc mừng đội Đại Đà. Và giải này đó là cầu thủ Vương Mạnh Hùng của đội bóng Đại Đà với 9 bàn thắng. Sự xuất sắc của Mạnh Hùng và Xuân Phượng ở trên hàng công để xuất sắc đoạt chức cúp ở mùa giải này. Trao giải thưởng cho đội bóng Thanh Hóa ở mùa giải này đó là đội bóng Bạch Tràng. Và xin trân trọng kính mời đội bóng Bạch Tràng đi ạ. Đại diện của đội bóng Bạch Tràng. Đội Bạch Tràng đội bóng đã góp mặt ở trận bán kết thứ để thua ở trong trận bán kết trước đội bóng Phú Hậu. Xin mời tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách mời và ban tổ chức sẽ lên chào huy chương cho đội bóng Hàng Ba đi ạ. Tiến hành trao huy chương và bảng danh hiệu cho đội bóng Á quân ở mùa giải này, đội bóng FC Phú Hậu. Và xin trân trọng kính mời đội bóng Phú Hậu toàn thể tất cả ban huấn luyện cũng như các cầu thủ của đội bóng Phú Hậu. Chúng ta sẽ tiến về lễ đài để nhận những tấm huy chương bạc của ban tổ chức cũng như đại diện của các nhà tài trợ ở mùa giải này sẽ trao những tấm huy chương cho đội bóng Phú Hậu. Có một chút chụp lại những tấm hình lưu niệm ở mùa giải năm nay. Nhất của mùa giải này, 32 trận thi đấu để tìm ra một đội bóng xuất sắc nhất lên ngôi vườn. Và xin trân trọng kính mời đội bóng FC Lai La. Đội bóng đã lên ngôi vô địch ở mùa giải này, đội bóng đương kim vô địch. Và xin trân trọng kính mời tất cả ban huấn luyện cũng như các cầu thủ của đội bóng Đại Đà sẽ lên nhận những tấm huy chương vàng cũng như cúp cờ huy chương của ban tổ chức. Đối phương của các nhà tài trợ cho đội bóng Đại Đà, đội bóng đã lên ngôi vô địch ở mùa giải này. Rất vui mừng, bóng đá là vậy, là sự cảm xúc, là sự đồng sẻ chia. Họ có thể quên đi tất cả những... Và sau khi chụp hình, xin mời đại diện của đội trưởng của đội bóng Lại Đà sẽ nhận cúp từ trưởng ban tổ chức giải đấu. Xin chúc mừng đội bóng Lại Đà, họ đã lên ngôi vô địch mùa giải năm nay. Một lần nữa xin chúc mừng. Quá xứng đáng. Một thành tích xứng đáng cho đội bóng Lại Đà. Phút giây tỏa sáng, cùng chạm đến đỉnh vinh quang.
đón điều kỳ diệu lên tiếng. Oh no. Còn chờ gì cơ hội ngay đây rồi, sân gôn kia rồi. Nào cùng rút đi nào, và mọi người đang cùng nhau mong chờ bàn thắng bất ngờ. Nào cùng chiến thắng nào, anh em ơi. Giờ là phút giây tỏa sáng. Vừa rồi chúng ta đã được theo dõi phóng sự ngắn gọn về hai mùa giải đầu tiên do WNU tổ chức, đó chính là giải WNU Super Cup năm 2021 và WNU Super Cup năm 2023. Đây là một dịp mà để chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, cùng nhìn lại những gương mặt thân quen của bóng đá phong trào Đông Anh. Song hành với đó là sự ghi nhận với những đóng góp của đội ngũ WNU đã tạo ra và duy trì một sân chơi lành mạnh cho các thanh niên của huyện Đông Anh. Và ngay bây giờ thì ban tổ chức xin mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà tài trợ, 16 đội bóng và khán giả đến với phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, đó là phần bốc thăm các bảng đấu mùa giải. Và thời điểm này chắc chắn là rất nhiều những đội bóng đang tỏ ra hồi hộp và chờ đón đối thủ của mình trong năm nay là ai. Và ban tổ chức xin phép được gọi lần lượt đại diện theo phần ABC tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời
đội bóng Long An. Xin mời anh Ngô Minh Tú sẽ tiến về phía trước và bốc thăm vị trí của đội bóng của mình. Đây là đại diện đầu tiên được tham dự bốc thăm. Đây là đại diện đầu tiên bước lên và anh đang sắp rất đều. Bây giờ anh sẽ rơi bản đấu nào, trong khi chúng ta đã biết là bốn đại diện rất mạnh đã có mặt trong bốn bản đấu. Vị trí D3 Lộc Hà Mai Lâm sẽ chung bảng cùng với đội bóng Lai Đà. Đó là đại diện đầu tiên. Và chúng tôi sẽ cập nhật điều này trên sóng phát trực tiếp của Đài Nhiều. Quý vị sẽ biết ngay được là chúng ta sẽ đến với những kịch bản các bản đấu như thế nào. Đội bóng đầu tiên Lộc Hà Sa Mai Lâm, vị trí D3. Tiếp theo xin mời đội bóng Lương Thanh của xã Xuân Thanh. Xin mời anh Nguyễn Đăng Tú. Đây cũng là một cơ bản rất quen thuộc trong giải Xuân Thanh Championship vừa rồi. Một cầu thủ có tố chất tốt và bây giờ anh sẽ bốc thăm rồi vào đấu nào. B4 đã. Và cùng bạn đã gặp chi rồi. B4 gọi tên đội bóng Lương Thanh. Tiếp theo xin mời đại diện của đội bóng Lương Quy, xã Xuân Độ. Xin mời thầy Lê Thành Đạt. Vừa rồi Thành Đạt cũng đã có được một chức vô địch tại thôn nhà. Và hy vọng với những sự may mắn mà anh đã đạt được cùng với đội bóng FC2K sẽ mang lại cho chúng ta nhiều sự bất ngờ cho giải đấu này. A3 cùng bạn với Phú Mậu. Đương kim vô địch của giải đấu chúng ta. Như vậy Lương Quy xuất hiện và đứng đầu ngay với bảng đấu có sự có mặt của đội bóng đương kim vô địch FC Phú Thọ đến từ xã Xuân Phú. Tiếp theo chúng tôi xin mời đội bóng Bạch Tràng xã Cổ Loa. Xin mời anh Đào Sơn Tùng. Mỗi bảng đấu chúng ta đều có xuất hiện hai gương mặt, chỉ có bảng C thì chưa bóng nào bốc vào. C có Đông Hưng An. A2 là như vậy chúng ta đã biết được ba đại diện đầu tiên trong bảng A, đó chính là Phúc Hậu, Mạnh Tràng và Lương Quỳ, và còn thiếu duy nhất của vị trí A4. Tiếp theo chúng tôi xin mời anh Đinh Văn Thái đại diện cho đội bóng Bảo Giang xã Vĩnh Ngọc sẽ lên bốc thăm vị trí của đội bóng của mình. Vị trí C3. Như vậy bảng C đã có hai đại diện. Tiếp theo chúng tôi xin mời anh Nguyễn Văn Thái đại diện cho bóng Thạc Quả xã Xuân Phú. Chúng ta đã xác định được những đội bóng sẽ tham dự các trận đấu đầu tiên rồi. Phúc Thọ, Mạnh Tràng, Lương Quy đang chờ A4. Và bây giờ đang bốc thăm là anh Nguyễn Văn Thái của đội bóng Thạc Quả xã Xuân Phú. D2 cùng bảng với đội bóng Lai Đà và Lộc Hà. Chúng tôi xin mời anh Hoàng Văn Thành đại diện cho đội bóng Bạc Thượng xã Xuân Thành. Cùng bảng với Ngọc Chi và Lương Thanh. Như vậy thì chúng ta sẽ có một đối đầu có thể nói là một bộ giữa Bạc Thượng và Lương Thanh. Vâng, hai đội bóng này cùng đơn vị bây giờ sẽ phải cạnh tranh với nhau trong một vị trí và có cả đội bóng Ngọc Chi đã thành tích rất tốt vào mùa giải năm ngoái. Và tiếp theo chúng tôi xin mời đội bóng Tiên Hội của xã Đồng Hội.
chúng ta sẽ còn thêm A4, B3, C2 và D4. B3 cùng bảng với Ngọc Chi và Văn Thượng, như vậy hai đại diện gần nhất đã bước vào vị trí của bảng B. Như vậy thì bảng đấu đầu tiên chúng ta có được 4 đội, bao gồm Ngọc Chi, Văn Thượng, Tiên Hội và Lớn Canh. Tiếp theo chúng tôi xin mời đại diện đội bóng Thủy Hà xã Bắc Hồng. Như vậy thì có một bảng đấu xuất hiện đầy đủ các đại diện và chúng ta thấy được có những cuộc đối đầu có thể nói rằng đó là luân bộ của xã Xuân Canh. Sân tập trung bây giờ đã thiếu sẽ gọi tên bảng nào. C2 sẽ cùng với đội bóng Đông Ngàn và Bóng Giang cạnh tranh trong thi đấu. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang thiếu 3 vị trí còn lại, A4, C4 và D4, đây là điều đặc biệt. Và bây giờ tôi xin mời đại diện của đội bóng Nguyên Khê. Còn những vị trí mang tên số 4 và Nguyên Khê bây giờ thì sẽ được vào bảng đấu nào đây? Những tấm lá thăm dây bay rồi. D4 chung bảng với Lại Đà, Lâm Hội, Lộc Hà, Tha Quả và Nguyên Khê là đại diện cuối cùng. Và giờ còn hai vị trí nữa, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trương Đức Chiến sẽ đại diện bỗng nhiên giúp chúng tôi một lá phiếu duy nhất, vì hiện tại bây giờ còn hai lá phiếu thôi. Xin trân trọng kính mời ông, đây cũng sẽ là người chịu trách nhiệm chính điều khiển các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá WNBA Super Cup năm 2024. Đây là đội bóng đến từ xã Phúc Hậu, thì ta sẽ lấy Phúc Hậu của xã Phúc Tố. A4 à, không phải, chúng ta có rồi. Có lẽ tôi xin chào mời anh Chiến sẽ bốc lại chúng tôi một lần nữa. Vì trước khi chúng tôi chưa công bố đúng không ạ? Tại vì ngày nay các đội đã xin, một số đội đã xin là không thể đến tham dự kim được. Vì vậy chúng tôi bắt buộc phải mời một vị đại diện đến bốc thăm hộ cho ban tổ chức. Đây sẽ là đại diện của thôn Đông, xã Việt Hùng. Thôn Đông ạ, giờ là thôn Đông ạ. Chắc rồi anh ạ. Thôn Đông của xã Việt Hùng sẽ rơi vào bảng đấu nào? Vẫn là A4 ạ. Thôn Đông sẽ vào A4. Và đội bóng duy nhất còn lại của chúng ta chính là đội bóng Ngoài Hoa của xã Huy Hữu. Và xin thưa quý vị, đó là tất cả 16 đại diện đã có mặt và được xác định vào các bảng đấu của chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình một lần nữa. Và phần bốc thăm chia bảng vừa rồi cũng chính là lời kết thúc của chương trình lễ họp báo bốc thăm chia bảng năm 2024 của giải bóng đá WNBA Super Cup. Thay mặt cho đội ngũ WNBA, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý, 16 đội bóng cùng toàn thể nhân dân đã theo dõi phần livestream của WNBA. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày.